sức trong gia đình. Trong chương trình Alo Bác sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về một loại rủi ro thường gặp ở trẻ, đó là vấn đề phòng ngừa và xử trí ngộ độc cho trẻ. Và Phương Quyên xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 nội nhi Phạm Hưởng, công tác tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để được chia sẻ về vấn đề này. Thưa bác sĩ Phạm Hưởng, ngộ độc ở trẻ em thường là do những nguyên nhân nào và sẽ gây ra hậu quả như thế nào đối với trẻ? Nguyên nhân ngộ độc ở trẻ em thì rất đa dạng và tùy thuộc lứa tuổi. Đa số trẻ là ngộ độc dưới 5 tuổi. Và cái nguyên nhân ngộ độc ở nhóm tuổi này thường do trẻ tò mò, thích khám phá cũng như chưa có nhận biết được chất độc và chất không có độc. Nên cái tuổi này thì trẻ thường uống hoặc là ăn nhầm thuốc cũng như chất độc, hóa chất do người lớn để bừa bãi và bảo quản không có đúng cách. Hoặc là trẻ ngộ độc, thậm chí do người lớn cho trẻ ăn nhầm, uống nhầm thuốc hoặc là ăn nhầm những cái thức ăn có độc như là củ dền hay là trứng cóc vân vân. Cũng có khi là trẻ ngộ độc do người lớn cho trẻ uống những thuốc tào mà không có rõ nguồn gốc. Cái nguyên nhân ngộ độc ở trẻ mà lớn á, thì thường là do tự tử. Vì cái lứa tuổi vị thành niên á, thì hay nhạy cảm với những cái chỉ trích phê bình của người khác. Cái ngộ độc thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hay ít thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố, cũng như là cái độ tuổi của trẻ, cái sức khỏe của trẻ, cũng như cái độc chất gây độc, cái đường vào cũng như cái liều lượng của độc chất, và cái cách xử trí có đúng hay không, cũng như cái cấp cứu có kịp thời hay không. Khi tình trạng ngộ độc ở trẻ xảy ra thì chúng ta cần phải xử trí như thế nào thưa bác sĩ? Nếu mà chúng ta nghi ngờ hoặc là biết là trẻ đã ăn hoặc là uống phải những cái chất độc thì phải ngoái cái hồng trẻ để cho trẻ nôn ra. Nhưng mà chú ý rằng chúng ta không được gây nôn khi mà trẻ ngộ độc các chất bay hơi như là xăng, dầu hay là ngộ độc các chất ăn mòn như là axit hay bazơ. Trong khi mà trẻ ói thì cần đỡ lấy cái đầu trẻ để nghiêng một bên và dùng cái khăn để lau sạch cái chất nôn ói cho trẻ. Sau đó thì chúng ta đưa trẻ đi đến bệnh viện để mà điều trị cho trẻ. Nhưng mà nhớ là khi đi đến bệnh viện thì chúng ta phải đem theo cái độc chất để cho bác sĩ nhận định được cái chất độc để có cái hướng xử trí. Và nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ Hưởng có thể có những lời khuyên trong việc phòng ngừa ngộ độc ở trẻ cho khán giả của chương trình không? Để phòng ngừa ngộ độc ở trẻ, chúng ta cần chú ý những vấn đề sau. Phải đọc kỹ cái nhãn thuốc và hướng dẫn sử dụng trước khi cho trẻ uống thuốc. Cho trẻ uống thuốc đúng với cái toa thuốc đã được kê. Không được dùng cái toa thuốc mà của trẻ khác hay là của cái bệnh nhân khác. Rồi chúng ta nhớ là không bao giờ nói với trẻ rằng thuốc là kẹo. Vì khi chúng ta nói thuốc là kẹo thì những lần sau trẻ có thể tự ý lấy thuốc trẻ ăn. Và không cho trẻ uống cái thuốc tào hay mà không rõ nguồn gốc cũng như là không rõ cái chỉ định. Cái thuốc mà của người lớn á, khi mà dùng xong thì chúng ta phải cất đi lên tủ cao và có khóa để trẻ không với lấy được. Định kỳ mà chúng ta phải định kỳ làm vệ sinh cái tủ thuốc gia đình để loại trừ những cái thuốc mà đã quá hạn hoặc là những cái thuốc đã bị hư hỏng. Đối với trẻ lớn vị thành niên á, thì chúng ta phải quan tâm đến trẻ và cái diễn tiến tâm lý của trẻ. Khi thấy trẻ có những cái diễn tiến tâm lý bất thường thì chúng ta phải cần theo dõi sát và giải quyết thật là thấu đáo cái bất thường đó để tránh cái tình trạng mà trẻ tự tử. Xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Hưởng ạ. Và quý vị các bạn thân mến, đến đây thì chương trình Alo Bác Sĩ xin được tạm dừng. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của quý khán giả để chương trình ngày một tốt hơn. Với ý kiến xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày mai.